Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về chiếc xe ra mắt hoàn toàn mới của Toyota là dòng Yaris Cross, và giá bán ở thời điểm tháng 10 năm 2023 này. Thì giá hiện tại ở thời điểm cuối tháng 10 và đầu tháng 11 thì cái giá chính sách của dòng Yaris sẽ như sau. Yaris Cross phân phối thị trường Việt Nam 12 phiên bản và đều được lắp ráp tại Indonesia, với hai phiên bản là một phiên bản thuần xăng trước mắt chúng ta đây, và phiên bản thứ hai là phiên bản xăng lái điện. Và giá lượt cho các phiên bản như sau. Đối với phiên bản thuần xăng thì chúng ta sẽ có giá niêm yết cho phiên bản thuần xăng là 730 triệu cho phiên bản thuần xăng, và những cái màu đặc biệt hơn thì anh chị cộng thêm 8 hoặc 12 triệu giúp em. Phiên bản tiếp theo là phiên bản xăng lái điện thì sẽ có giá niêm yết là 838 triệu. Và ở thời điểm này thì đang có chính sách rất là tốt cho dòng xe này, và dòng xe Yaris Cross sẽ là dòng xe chủ lực trong tương lai của Toyota, và ngay từ khi ra mắt đã được nhà máy hỗ trợ đến 50% từ trước bạ, và ngoài ra cũng được thêm đại lý hỗ trợ thêm về thêm một chút tiền mặt này, thêm một chút phụ kiện và bảo hiểm thân vỏ nữa. Thì đối với những cái ưu đãi cho tháng 10, cuối tháng 10 và đầu tháng 11 là như thế nào? Thì đối với phiên bản máy thuần xăng có giá niêm yết là 730 triệu thì hiện tại đang giảm cho anh chị là 43 triệu tiền mặt, cộng với bảo hiểm thân vỏ 1 năm và gói phụ kiện chính hãng của Toyota, thì lăn bánh ở thị trường Bắc Ninh nó sẽ rơi vào khoảng là 765 triệu. Nếu anh chị Linh quan tâm đến trả góp của dòng xe Yaris Cross này thì chỉ cần chuẩn bị cho em khoảng 225 triệu thôi. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản xăng lai điện thì có giá niêm yết là 838 triệu và hiện tại được bên em giảm là 48 triệu tiền mặt. Lăn bánh ở thị trường Bắc Ninh nó chỉ rơi vào khoảng 879 triệu, và nếu mà anh chị quan tâm đến trả góp thì chuẩn bị giúp em số tiền là 260 triệu là có thể lăn bánh chiếc xe Yaris Cross hoàn toàn mới này rồi. Thì theo định hướng của Toyota Việt Nam thì sau này ngoài Vios ra thì ngoài Cross ra thì và Veloz và Avanza thì cái dòng xe Yaris Cross này sẽ là dòng xe tiếp theo, là dòng xe chủ lực của Toyota, nên sẽ được rất được ưu ái từ nhà máy ngay từ khi ra mắt đã được giảm thuế trước bạ rồi. Và đây là tổng quan của chiếc xe Yaris Cross này, từ ngôn ngữ thiết kế khá là vuông vức và nhiều đường nét. Ở phần đầu xe anh chị thấy là tuy là số tiền giá niêm yết chỉ có hơn 700 triệu thôi, tuy nhiên cũng có camera 60 này. Nếu mà anh chị để ý thêm một chút thì có camera đôi ở trên kính lái, có nghĩa là xe này có cái chức năng là bộ chức năng của Toyota Safety Sense, dự làn đường, cảnh báo tiền va chạm, rồi đèn thích ứng. Cái bộ an toàn rất là hữu ích cho dòng xe. Và cụm đèn là cụm đèn full LED, hai cảm biến trước la răng dạng phay xước. Và đặc biệt là cái dòng xe này cái mức tiêu thụ nhiên liệu rất là ít, nó chỉ có 5,95 lít trên 100 cây, chưa đến 6 lít. Còn ở phần đuôi xe thì cũng được trang bị hai cảm biến sau, cụm đèn sau cũng là cụm đèn full LED. Và cái thiết kế của xe nó rơi khoảng gần 4,4 m nhưng mà trông rất là khỏe khoắn cũng như là thể thao. Em sẽ giới thiệu cho anh chị thêm về cái phần nội thất của xe. Nội thất của xe thì được trang bị rất là nhiều nút bấm, em sẽ giới thiệu qua. Đây là cụm điều khiển về cửa sổ cũng như là kính, mở cửa xe, có cục mở gương tự động này, rồi rất nhiều nút bấm ở đây, từ chống trơn trượt, đèn pha thích ứng, kiểm làm cảnh báo tiền va chạm này, rồi cảm biến áp suất lốp. Bên dưới là có chỉnh được cao thấp của đèn pha, rồi đèn cũng có đèn tự động luôn, có là lưỡi chuyển số sau vô lăng và rất nhiều các phím chức năng khác. Màn hình của Toyota giờ thì trang bị đa số là mình rất là to, từ màn hình đa thông tin này cho đến màn hình giải trí, màn hình rất là lớn. Và bây giờ để so về option so với những cái dòng xe khác thì thậm chí bây giờ Toyota còn nắng hơn, rất nhiều nút bấm đây, điều chỉnh cái chức năng về giải trí này, rồi giữ làn đường, ga thích ứng này, cruise control đấy ạ, DRCC, và có cả chế độ lái luôn. Điều hòa của xe thì là sử dụng điều hòa tự động một vùng, có sạc không dây, có thêm hai cổng sạc có dây nữa để nổ, và có cả phanh tay điện tử cũng như là auto hold. Xe thì được trang bị rất nhiều chỗ để đồ. Và cái nội thất của xe Toyota giờ cũng được trang bị rất là đẹp. Từ cái viền xanh ở đây này. Đây là bản xăng anh chị nhé. Bản xăng thì sẽ không có cửa kính trời toàn cảnh. Còn nếu mà anh chị nâng lên cái phiên bản xăng lái điện thì sẽ có cả cửa kính trời toàn cảnh, cũng như là có thêm cả cốp điện nữa. Để em sẽ qua hàng ghế 2 anh chị xem. Hàng ghế 2 của xe tuy là chỉ có dài chưa đến 4,4 m, nhưng mà anh chị thấy là cái kích thước của nó rất rộng rãi rồi. Hàng ghế 2 của dòng xe Toyota ấy, thì trước giờ cũng không phải chê về cái độ rộng rãi của xe Toyota. Đó, anh em cũng vừa giới thiệu thì bản này thì cốp vẫn là cốp cơ. Tuy nhiên nếu mà anh chị lấy lên phiên bản xăng lái điện thì sẽ có cốp điện. Cốp thì có 2 ngăn như thế này ạ. Anh chị có thể hạ xuống để tăng cái dung tích chứa đồ. Nhưng mà nếu mà anh chị muốn hạ hàng ghế thứ 2 để thành một cái sàn phẳng thì mình sẽ để cái nấc như thế này. Rất nhiều hốc để đồ. Vâng, và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán, cũng như là giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Yaris Cross. Vào thời điểm mà giá bán thời điểm tháng 10 và tháng 11 thì anh chị quan tâm hơn về dòng xe này, cần em tư vấn sâu hơn về xe, về lịch xe, về màu xe hay là về trả góp thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.